được ra ngoài gây nguy hiểm cho du khách. Và đối với các loại rắn lành như rắn nước, rắn ráo thì bạn có thể vô tư kết bạn với chúng. Thậm chí có thể tặng cho chúng một nụ hôn nếu bạn đủ can đảm. Trại rắn Đồng Tâm hay còn gọi là Trung tâm Nuôi trồng, Nghiên cứu và Chế biến Dược liệu Quân khu 9 được thành lập từ năm 1977 với diện tích 12 hectare. Nơi đây được xem là vườn quốc rắn lớn nhất Việt Nam. Ban đầu, trung tâm được xây dựng với mục đích nghiên cứu khoa học, nuôi trồng và bảo tồn các loại rắn tiêu biểu của Việt Nam cùng một số cây thuốc nam. Về sau, danh tiếng đồn xa, trung tâm còn phát triển thêm mô hình du lịch sinh thái và chữa trị cho nạn nhân bị rắn cắn. Đến thời điểm hiện tại thì trại rắn đã có những điểm gì mới và nổi bật? Cái điểm nhấn mới của trại rắn Đồng Tâm thì là có cái này. Trước đây rắn thì mình nuôi theo cái kiểu bầy đàn. Thế để phục vụ cho khách du lịch thì thường rất là khó. Mình nuôi ở cái môi trường là nhốt được kín hoặc là cái tử cao. Bây giờ trong quá trình nghiên cứu và phát triển về cái sinh lý sinh thái của rắn thì mình đã cho sinh rắn sinh sản sinh trưởng được, và mình nuôi ở cái điều kiện là rất là gần gũi. Đấy, còn rắn vẫn sinh trưởng và phát triển được, thế nhưng mà phục vụ cho các khách tham quan hoặc là những cái học sinh sinh viên đến để học và tìm hiểu thì rất là gần gũi. Đấy là rất là, và hai nữa là đa dạng những cái mô hình. Mô hình nuôi để phục vụ du lịch, mô hình nuôi để tự nhiên để cho rắn sinh sản, và cái mô hình nữa là gì? Là để nuôi để lấy nọc. Như bước vào một ca phẫu thuật, tất cả đã sẵn sàng cho việc lấy nọc. Đây là công việc khá nguy hiểm nên đòi hỏi phải cẩn trọng và thật tỉ mỉ. Bình quân cứ 3 tháng mới lấy độc rắn một lần. Lấy độc trị độc, độc rắn được dùng để bào chế huyết thanh điều trị cho các nạn nhân bị rắn độc cắn. Giới thiệu em này, cái khu này khu nuôi rắn ôm mang đất để mình khai thác nọc. Dạ. Mà em đâu có thấy chuồng ở đây đâu anh. Đó, em đứng ở trên rắn không đó. Ngay ở phía dưới này là rắn không hả anh? Vậy là mỗi một ô như vậy. Đây là có số thứ tự nè. Là mình đánh số để mình theo dõi từng con, để mình quản lý cho nó dễ. Ví dụ cho ăn uống hay là theo dõi sức khỏe của nó là từng con có lý lịch hết. Dạ. Này là số thứ tự này đó. Ở trên cái khu này trên 100 con rắn. Trong thế giới loài rắn, ấn tượng nhất có lẽ là dòng họ nhà rắn hổ bởi sự hung dữ và cực độc của nó. Ở trại rắn Đồng Tâm, chúng lại được xem là con cưng, là linh hồn của trại. Nuôi theo kiểu nhốt hầm thế này, rắn lớn nhanh hơn. Hiện trọng lượng của chúng đã đạt từ 1,2 đến 2 kg. Nãy giờ em đã xem cái khu nuôi rắn ổ mang đất rồi, xong chiều nay sẽ cho em xem cái ổ chúa là cái loại độc nhất, lớn nhất ở đây. Rắn hổ mang chúa được xem là vua của các loài rắn độc. Chúng ăn thịt đồng loại và chỉ một nhát cắn thôi sẽ khiến nạn nhân tê liệt và chết trong vòng 15 đến 20 phút. Hổ mang chúa còn được gọi là rắn hổ mây bởi tốc độ di chuyển rất nhanh, là loài rắn độc có trọng lượng kích cỡ lớn nhất thế giới. Chúng được xếp bậc E trong sách đỏ Việt Nam. Rắn được cho ăn 2 lần trong tuần, mỗi lần ăn mồi bằng 20 đến 25% trọng lượng cơ thể. Hai con rắn hổ mang chúa này đang giành mồi quyết liệt với nhau. Không có khái niệm của sự thân thiện và ga lăng trong thế giới loài rắn, dù chúng là cặp vợ chồng sống cùng chuồng với nhau. Những loài rắn mình nuôi trong môi trường như thế này thì có hay bị bệnh không anh? Đa số là nó bị bệnh ngoài da là nhiều. Ví dụ như nấm da. Những cái chỗ mà con rắn mà nấm da nó dễ bị mủ, như trong các cái da đó rồi nó u mục lên, nó thành mủ. Và nếu mà không điều trị thì nó sẽ loét lên, nó hư cho nó rồi nó thúi thịt luôn. Con nào suy kiệt quá có thể xích thuốc bổ luôn.
hàng tháng hàng quý này mình chích thuốc sổ lãi cho nó. Tại con rắn này nó ăn những con mồi này dễ bị sên lãi, cứ 3 tháng là chích thuốc sổ lãi nó làm. Trong suốt quá trình làm nghề của anh đã rất nhiều năm rồi, chắc cũng có những trường hợp có những con rắn nó bị bệnh mà không thể nào cứu chữa được, thì lúc đó anh cảm thấy như thế nào? Nói chung là cũng buồn lắm, tại vì con rắn là khi nhìn cái mặt nó ghét rồi, nhưng cái chuồng nào là nhớ luôn con rắn luôn. Có thể là nhìn cái chuồng đó là nhớ con rắn nó bị bệnh, là mình biết con rắn số mấy, là khoảng bao nhiêu ký, nó ở đây bao nhiêu năm là mình biết luôn. Cho nên là nhiều khi nó cũng chết cũng buồn, nhiều khi đi ngang cái chuồng nó cũng nhớ. Có một con rắn khá đặc biệt tại trại rắn Đồng Tâm. Hơn 2 năm trước, từ tỉnh Đồng Tháp, con rắn hổ mang chúa này được đưa đến trung tâm trong tình trạng bị người dân đâm chích đầy mình, vết thương bị hoại tử, suy kiệt nặng, sắp chết. Nhờ sự kiên trì và tận tâm điều trị kéo dài đến gần 1 năm của cán bộ trung tâm, nó đã phục hồi dần và đến nay tăng trưởng bình thường, nặng trên 8 kg. Có khi nào bạn thấy rắn lột da, giao phối và đẻ trứng? Những thước phim mà các bạn đang xem chỉ trong vài mươi giây này, các đồng nghiệp của chúng tôi đã phải mất hơn 1 tuần mới thực hiện được. Nghĩ cũng lạ, nơi này rắn được chăm sóc trọn gói từ khi mới chào đời đến khi chết đi. Nhà bảo tàng rắn của trại rắn Đồng Tâm hiện trưng bày hơn 50 tiêu bản của các loài rắn quý hiếm. Đây là bảo tàng rắn đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam đã được Guinness công nhận. Thật khó có địa điểm nào vừa kết hợp vui chơi giải trí, vừa tìm hiểu và nghiên cứu khoa học như trại rắn Đồng Tâm. Không có sự cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, trước mắt chúng tôi là một thế giới êm ả, nơi chung sống hòa bình giữa các loài động vật hoang dã, có đủ cả từ dụng má trắng, cá sấu, dê núi, đà điểu, tất cả tạo thành một vườn thú đa dạng sinh động. Đây được xem là một trong những mô hình tiêu biểu của việc bảo tồn, phát triển động vật hoang dã và giữ gìn môi trường sinh thái. Khoa điều trị rắn độc cắn của trại rắn Đồng Tâm là nơi chuyên trị các ca bị rắn độc cắn từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có không ít ca mà thầy Lan Dường hay các bệnh viện khác đã bó tay. Mỗi năm khoa tiếp nhận hơn 2.000 ca và xác suất điều trị thành công đến 100%. Điều đặc biệt là các nạn nhân đến đây không cần bận tâm nhiều đến chi phí chữa trị vì hầu như đều được miễn phí. Xin ông nói rõ hơn một chút về việc điều chế nọc rắn trở thành huyết thanh để điều trị nạn nhân bị rắn độc cắn. Thứ nhất là vừa Việt Nam mình thì mới điều trị được kháng huyết thanh đơn giá, có tức là cái huyết thanh của loại rắn nào thì mình dùng cho cái loại rắn đó. Thế thì cái nguyên liệu chính để sản xuất các huyết thanh thì là cái nọc rắn, mà cái nọc rắn nó được lấy từ trại rắn Đồng Tâm hay là từ trung tâm. Thế thì khi mà lấy nọc rắn nó về thì mình mới tinh chế ra lấy cái hoạt chất chính để gây ra cái nọc. Thế thì từ cái hoạt chất đó thì người ta mới tiêm trong ngựa. Thế sau bây giờ cái này gây miễn dịch trong ngựa. Thế sau bây giờ mình mới lấy cái kháng thể của con ngựa đó để mình tính toán về cái lượng liều rồi cái hiệu giá của nó để rồi mình thử và đạt được cái tiêu chuẩn để bây giờ mình tiêm cho người. 9 giờ tối, một ca cấp cứu do rắn lục đuôi đỏ cắn được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Long An. Gia đình nạn nhân đã tiêu tốn hơn 10 triệu đồng chỉ trong vòng 1 ngày chữa trị, nhưng tình trạng sức khỏe bệnh nhân vẫn chưa khỏi nguy kịch. Song với các bác sĩ ở trại rắn Đồng Tâm, đây có lẽ chẳng phải là ca khó. Bản thân đã xác định đã về đây phục vụ bộ đội cũng như là về trại rắn cũng như là các nơi khác thôi. Mình cũng làm hết mình giúp và điều trị cho những bệnh nhân. Tại sao không nghĩ về kinh tế tiền bạc mà bản thân là cố gắng là điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh, ra về
không tốn kém, giảm tốn kém chi phí nhất cho gia đình. Vì những bệnh nhân vào rắn độc cắn ấy, là những bệnh nhân hoàn toàn là khó khăn, làm thuê làm mướn gia đình rất là vất vả. Khi đêm đến cũng là lúc các loại rắn hoạt động mạnh mẽ, và để được đi cùng với anh Hiếu kiểm tra chuồng trại thì Kiệt Hương cũng đã được trang bị ủng và áo mưa, bởi vì trời đang mưa lất phất, và một vật dụng không thể thiếu, đó chính là cái đèn. Công việc của một cán bộ ở trại rắn thật không đơn giản, không quản ngày đêm. Theo chân người cán bộ trẻ này, chúng tôi thử một chút máu liều lĩnh của bản thân mình khi tiếp cận với thế giới rắn vào ban đêm. Song điều lớn hơn là muốn chia sẻ chút nhọc nhằn, vất vả với các anh. Anh ơi, cẩn thận nha anh. Ồ. Được rồi, được rồi. Sợ. Coi chừng nha anh. Anh ơi, tại sao mà ban đêm mình phải đi kiểm tra rắn vậy anh? Ban đêm vào những thời tiết mưa bão như thế này thì mình cần thiết phải kiểm tra rắn vào ban đêm. Bởi vì rắn này rắn độc, để tránh cái sự thất thoát ra ngoài, rất là nguy hiểm cho người dân. Vào những cái ngày mưa như vậy phải có lưu ý gì so với những ngày thông thường á anh? Thời tiết mưa thì cái cây có thể gãy đổ, và nó có thể theo mấy cái cây gãy đổ trên mấy bờ tường này thì nó bò ra ngoài. Phải kiểm tra thường xuyên, hạn chế được đâu. Không còn là nỗi sợ hãi. Ấn tượng lớn nhất với chúng tôi là sự nhiệt huyết và tấm lòng của các cán bộ nơi này, là cái tình với rắn, với các loài động vật hoang dã, để bảo tồn, giữ gìn và phát triển môi trường sinh thái tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý khán giả, thế giới của loài rắn luôn có nhiều điều kỳ bí, và trong suy nghĩ của đa số chúng ta thì rắn là loài rất nguy hiểm và không thể tiếp cận được. Song dù là rắn độc nhưng nếu biết cách khai thác vẫn mang lại lợi ích to lớn cho con người. Và nếu bạn là người yêu rắn, ghét rắn hay sợ rắn thì hãy thử một lần đến với Vương quốc rắn để chiêm ngưỡng thế giới tuyệt vời của loài bò sát không chân này. Còn bây giờ, Kiệt Hương xin được nói lời chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình miền Tây chúng tôi tiếp theo.